Xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với cửa hàng của cơ nhân tạo và ông An Phúc nhá. Hôm nay bọn mình sẽ xả một cái lô hàng đầu tiên là những cái con máy điện này của Stanley và DeWatt đấy nhá. Mới thêm gọi là bán giá gốc cho anh em fan cơ nhân tạo một số những con máy hot của Makita, dòng máy pin này. Cái video này bọn mình sẽ gọi là bán không lãi, bán cho anh em fan cơ nhân tạo nhá. Mới lại xả thêm một ít những dòng máy điện của Makita này, bán sẽ đúng với giá gốc luôn. Đảm bảo anh em sẽ không thể nào tìm ở đâu được những cái sản phẩm mà giá rẻ như cái video này của mình. Rồi bây giờ anh em mình sẽ lấy vào trong nhà nha, quay cho nó đỡ ồn. Ở ngoài này nó đường ồn lắm. Bây giờ mình và ông Trường và ông Phúc này, ba anh em sẽ chọn những con máy nào mà hot để hỗ trợ anh em đem vào trong nhà quay nhá. Bây giờ ông Trường nha, ông sẽ đem hết vô. Mình cũng sẽ gác máy này để đem hết vô trong đó. Trong nhà cho yên tĩnh anh em ạ, ngoài đường này nó ồn quá. Đây mình sẽ quay qua ví dụ cho anh em nhá. Như con này này, giá bán bình thường nó sẽ là 3,4 triệu đúng không? Anh em đảm bảo tìm tất cả thị trường như vậy thôi. Bọn mình sẽ bán với đúng giá gốc là 3,150 triệu. Con này cũng vậy. Thôi con này ông Trường cầm vào trong nhà mới thôi. Ơ Trường phải cầm đúng cái mã máy với cái tem nhá. Rồi. Không tí lại vào này đi tìm. Ví dụ như kiểu là mình sẽ xem. Đây. Cái con khoan này. Mã của nó là SCD711D2K. Giá gốc của nó sẽ là 2,7 triệu. Bọn mình sẽ xả cho anh em. Giá là 2,450 triệu. Bên một số dòng máy điện này cũng vậy. Anh em nào cần mua con nào nhá, cứ chụp lại màn hình và gửi cho ông Văn Phúc số điện thoại để ở cái trên góc ấy, là Zalo mới là Facebook các kiểu luôn. Anh em cứ liên hệ với ông Phúc. Đây, như con khoan điện Stanley này. Mã là SHD600K này. Giá gốc của nó sẽ là 860.000, mà mình sẽ bán cho anh em là 720.000. Bán đúng với giá mà mình nhập luôn. Có những mã mà mình sẽ lỗ tầm độ 2-3-4 chục ngàn. Nhưng mà bọn mình hôm nay sẽ dọn cái kệ này để mình lại cơ cấu lại cửa hàng. Nên sẽ thanh lý cho anh em nha. Không phải xanh gì. Cầm luôn cái mã vào nha. Không tí lại lúc lại đi tìm. Ba anh em mình vừa soạn hàng anh em ạ. Tất cả những chỗ này sẽ là xả hàng thanh lý hết. Còn những cái dòng Makita này chủ là hỗ trợ anh em cơ nhân tạo thôi. Bây giờ cho ông Phúc ông giới thiệu qua đi, hay là chả cần giới thiệu đi. Bây giờ show giá thôi. Show giá là cho anh em. Đúng rồi. Anh em nào mà cần tìm hiểu chi tiết về những sản phẩm đấy, hoặc là anh em muốn gọi là xem thông số của nó thì anh em cứ lên Google thôi. Đây, bọn mình anh em có thể tìm check giá thoải mái. Còn giá mình bán mình sẽ ghi ở cái tờ này, và giá gốc này và giá khuyến mại. Rồi bây giờ mình sẽ quay này. Bây giờ Phúc từ con nào trước Phúc? Ở đây thì có mấy cái dòng là mình hỗ trợ cho anh em. Mấy cái dòng này thì không phải là dòng thanh lý nha anh em. Mấy dòng này hỗ trợ giảm giá khuyến mãi chung với cái lô mình thanh lý. Do là máy điện mình chuẩn bị để mà sửa lại cửa hàng, mình sẽ cải tiến lại một xíu, cho nên mình sẽ thanh lý hết những cái máy điện của DeWatt và Stanley. Thì đây tất cả đều là máy mới hết. Đối với sản phẩm của DeWatt thì bảo hành là 3 năm. Máy Stanley là bảo hành là 2 năm, máy Black Decker là bảo hành 1 năm, máy Makita bảo hành 6 tháng. Ryobi bảo hành 1 năm. Ở đây thì mình có thêm một số dòng máy khoan pin, máy bắn vít thông dụng nhất là mình hỗ trợ chung với anh em luôn. Đây là có cái mã DHB484. Giá bình thường mình đang bán là 2,7 triệu, thì hôm nay mình hỗ trợ với anh em là 2,450 triệu. Tất cả cái này là đều là hàng mới 100% anh em. Mới 100% hết. Cái Makita bảo hành 6 tháng là Makita, mấy dòng Makita điện à? Điện pin gì đều bảo hành 6 tháng hết. À, tất cả bây giờ Makita bảo hành 6 tháng hết. Makita chỉ bảo hành 6 tháng. À đúng rồi, ok. Còn đây là con DHB487, con máy khoan 3 chức năng sử dụng gia đình rất là nhỏ gọn. Giá bình thường của nó là 2,150 triệu, mình giảm cho anh em còn 1,950 triệu. Còn về rẻ hơn thì có con DHB453 và con DTD156, hai con này là máy khoan và máy bắn vít sử dụng động cơ chổi than. Thì đây giá là 1,3 triệu, mà còn 1,150 triệu. Con này là 1,1 triệu thì mình để còn 900. Để cho anh em xem lại cái mã này đúng không? Con dạ. Này là DHP 453. 453 thân máy thôi anh em nhá. Giá thân máy thôi. Giá khuyến mại mình bán là 900.000. Còn DHT 156 giá khuyến mại mình bán là 1,150 triệu. Đảm bảo cái giá này anh em không phải tìm đâu có được cả. Bên này lại là con DHP 484 giá là 2,450 triệu này. DHP 487 giá 1,950 triệu.
đúng không? Xả bình nhiêu có gọi là hỗ trợ anh em có bốn con này pin đây đúng không? Dạ. Rồi, đây thì có mấy cái dòng redstone là mình nhập cũng hơi lâu rồi, mấy con này thì 330 newton thì là mẫu cũ rồi. Giá hồi trước bán là khoảng 1,1 triệu đó, bây giờ thì mình thanh lý lại 700 ngàn. 700 bốn con này đúng không? Bốn, ba con bu lông, ba con bu lông, một con bắn vít. Đồng giá là mỗi con này là 700. 700. Đó. À, đồng giá bốn con này 700 hết đúng không? Bốn con 700. Dạ. Là bắn vít này cũng là 700 này. Dạ. Và bu lông này cũng là 700. Một cái con này nhá, chứ không phải là bốn con 700 đâu. Cái này là máy mới hết nha anh em, tại mình để ra trong sọt á cho nên nó hơi đều mới 100% cắn cắn với nhau cho nên nó hơi chạy, nó có chạy xíu. Ở thì đây thì có ba con máy tàu cái thời mà mình chưa bán đồ hãng anh em. Thì đây có con này hơi cũ nè, 300 ngàn, thanh lý 300 nè. Con này 400, con này 500. Có cái mã mấy gì không đúng không? Không, máy tàu anh, máy tàu không tên tuổi gì đúng không? Con này xài pin 18V Makita, chân pin thông dụng. Con này cũng ngon đấy chứ, nhìn cũng cứng cứng chắc. Này xài gia đình là ok lắm anh em, khoan tường mạnh lắm. Đó, anh em thích là cứ chụp ảnh lại nhá. Rồi bây giờ đến dòng bây máy, giờ, máy bê tông của Makita đi. Đây là đây là con máy bê tông HR2470. Con HR2470 này, HR2470. Mình sẽ treo cho anh em giá khuyến mại là 2,9 triệu nha. Con này ba chức năng nha anh em, khoan khoan búa và chức năng đục là ba chức năng. Tất cả cái này đều hàng chính hãng full box 100% anh em nhá. Anh em có thể kiểm tra bảo hành trên toàn quốc nha anh em. Tất cả các trung tâm bảo hành trên toàn quốc. Cái mã cào nó ở đâu như Phúc nhỉ? Không, Makita. Đây đây chú say vậy? À cái tem tem chống hàng chính chứ không giả. Chống hàng giả. Máy tàu thì chỉ có ba con này của ông này, ông nhập từ ngày xưa nhưng mà lâu lắm rồi. Sẵn dòng Deadstone này đúng không? Là những cái dòng này không biết thương hiệu hết rồi. Deadstone này là thương hiệu, mình hiện vẫn đang bán Deadstone luôn. Còn tất cả dòng này là full box chính hãng anh em nhá, bảo hành chính hãng đầy đủ hết. Dewalt Senlay Blacktaker là hàng thương hiệu Mỹ nha anh em. Rồi, tiếp đi. Đây là con máy cắt gạch. Thì bây giờ mình chỉ nói giá với cái mã số thôi. Anh em mà muốn cần thì lên trang chủ của Makita mình tra thì thông số nó dễ hơn nha anh em. Rồi, đây nhìn qua chỗ này này. Cái này dùng đĩa 110 anh em nhá. Mã của nó là M4100 1200W. Giá 950.000. Cực kỳ rẻ luôn. Con này cắt gạch tiếp đúng không? Nó cũng nó phần khúc thấp hơn một xíu nữa. Con này 1200W. Bằng nhau luôn đúng không? 0401 anh, con này 4100. Con này nhỏ hơn xíu. Con này bán anh em giá 800. Con bê tông này máy đục, cái đó là máy đục. Máy đục. À máy đục, nhìn cái bê tông chuyên đục. Giá khuyến mại anh em 4,8 triệu nha. Cái mã nó đâu trình đây. Con này là Makita HM0810TA. Makita HM0810TA nha. Con này để cái bụi nhỉ? À bụi, cái này là bụi. Không nha. Cái ở đây đúng rồi thế. Rồi, đây cái nào mình xong thì mình lui về đi. Cho nó đỡ nhầm. Quay cho nhanh xíu cho anh em xem cho nhanh. Cái này xong hết đúng không? Cái món này xong hết được chưa? Mấy cái này xong, hai cái này chưa. Thích Makita đi Phúc. Dạ. Đây là con máy cưa gỗ nha anh em. Mã của nó là M5801. Giá bán là 1,4 triệu. Rồi, cho sâu phát xem bao nhiêu oát luôn. Con này cầm trong tay khỏe thế nhỉ? Có 1,4 triệu con này hả Phúc? Dạ, 1,4 triệu. Ồ, hồi anh mua nhớ con máy cắt anh mua 2 triệu mấy chứ con này. 1050W anh em ạ, M5801. Ờ, con này ngon đấy, tí cho mình lấy con đi chưa. Con này là con máy khoan điện 3 chức năng. Nó có cả cấp trượt để bắn vít luôn anh. Rồi. Mã là HP0300. Giá bán anh em là 900 ngàn nha. À, con máy phay, máy phay 17 ly. Mã là M3600. Quay cái tem cho anh em nhìn không? Con này là 1650W này. Giá bán cho anh em là 2 triệu. Hai triệu tròn luôn. Makita. Combo nút này Makita đây đây. À đây. Đây là cái combo hôm trước mình giới thiệu với anh em trên kênh của cửa hàng Văn Phúc Kinh Sáng Tạo. Thì nó bao gồm hai con, một con bắn vít và một con máy khoan. Hai pin đúng không? Hai viên pin, một cục sạc và có tặng thêm cho mình hai cái mũi, hai mũi vít thế hệ mới của Makita. Cái dòng này là 12V anh nhá. Dạ, 18. 12V. Kèm thêm hai viên pin 12V. Động cơ chổi than nha anh em. Chổi than à? Động cơ chổi than. Giá của bộ này bình thường bán là 3,250 triệu thì hôm nay mình giảm cho anh em hẳn 500 luôn. Là còn 2,750 coi như bộ này là mình bán lỗ. Một thân à, một máy pin luôn nhá. Máy vít đầy đủ này, máy khoan đầy đủ và thêm bộ sạc một pin. Bộ sạc một pin nhưng mà nó kèm hai pin. Một cái túi đeo rất là xịn sò luôn anh em. Thêm một túi như này nhá, là đang giảm giá khuyến mại cho anh em là bán giá gốc luôn, 2,750 triệu.
Cái này là lỗ luôn chứ không lỗ còn luôn, gốc nữa. Không còn gốc nữa. Hồi nhập cái này anh chú nhập mấy chú bộ dạ, tính ra nhập nó khoảng đúng không? 9 đi đúng. Gần 3 triệu anh. Đúng rồi, hồi tính cả ship là gần 3 triệu đúng không? Dạ, 29 luôn đấy. Dạ. Rồi tiếp bây đi. Giờ chuyển qua Makita còn cây nè anh. Còn cây máy cắt bàn. À với máy cắt nhôm. Còn máy cắt nhôm này lôi có thể phát chưa? Ui, hai con này thì cực kỳ xịn nha anh em ạ. Anh em nào mà làm cửa hàng cơ khí thì nhôm kính con này thì đúng bài. Con này giá là 3760, khuyến mãi anh em còn 3,5 triệu, tặng thêm một cái lưỡi luôn. Tặng thêm một lưỡi cắt nhôm luôn đúng không? Dạ, tặng thêm một lưỡi cắt nhôm. Mã là M2300 đúng không? Đây, mã đây, trên này. Rồi. Makita M2300 dùng lưỡi 255mm anh em nhé. Đều là hàng mới, full box 100%. Do mấy cái máy này thì mình để ra trưng bày cho nên nó hơi bụi nha anh em. Không phải trưng bày, nếu mà trưng bày thì người ta sẽ sử dụng đồ của mình để không ở cửa hàng thôi. À đúng rồi. Xếp ra kệ cho đẹp thôi. Xếp ra kệ là trong bày không phải trưng bày. Trưng bày là không lấy xuống. Trưng bày đúng rồi, con này để kệ cho đẹp thôi. Con này là 2403. Con này là máy cắt sắt đúng không? Máy cắt sắt 355mm. Makita M2403 dùng đĩa là 355mm nhá. Cái đá cắt. Đá là 355. Rồi, bọn mình sẽ bán anh em 2,1 triệu. 2,1 triệu nha. Dạ. Anh em kiểm tra đầy đủ hàng chính hãng nha, không một cái nào mà gọi là hàng linh tinh ngoài cả. Rồi, hết Makita rồi, bây giờ hết thì Makita mình đúng không? Tới bây giờ chuyển qua đến mấy cái con Black Decker đi, mấy con Black Decker ít kìa. Có hai con à. Hai con thì con Black Decker đi. Chân thủ giới thiệu với lại con mấy con cưa này đúng không? Đây là con cưa điện. Cưa Black Decker. Thục lò giống như là cưa kiếm, cưa kiếm. Cái mã của nó là cái gì đấy? KS 880SCKR. Bọn mình sẽ giảm bán giá gốc. Con này hình như con này lỗ mấy chục này. Con này là lỗ luôn á. Bán là 1,130,000 nhá. Dạ. Yeah. Vẫn là mới full box 100% anh em cứ không phải vẫn là anh em mua thì vẫn có hợp hết nha anh em. Đúng rồi, không phải là hàng gọi là hàng trưng bày hay là hàng kiểu là dùng rồi 99% gì ở đây là hàng full box 100% anh em nhá. Đây tem bảo hành của Black Decker và Dewar đều là có tem bảo hành chống hàng giả hết. Black Decker là những trong này bảo hành cho anh em 1 năm đúng không? Đúng rồi, 1 năm. Con này là con máy xịt rửa xe gia đình anh em dùng, con này thì chuẩn này. Mã của nó là BW17. Cây này thì đã cũng còn có một cây duy nhất. Cây duy nhất đúng không? Xả cho nó cứ xem cái mã chứ. Nó chật đỡ chật kho. Black Decker BM17 này anh em này. Con này công suất nó là 1700W. Rồi, để cái mã đấy không bị nhầm. Rồi, bây giờ Ryobi. Đến cái Ryobi không thử làm mấy con máy pin đi. Còn hai con đấy mấy con này. Đúng rồi, cho Ryobi có 3 con à? 3 con Ryobi à? Con máy mài đá này đúng không? Máy mài hai đầu. Con này không để hôm anh lấy luôn đi chứ còn phải xả chiếc gì, con này anh vẫn đang cần thêm một con này. Con này mã Ryobi BG800. Dùng cái đá mài 200mm anh ạ. Bọn mình đang xả là 1,7 triệu. Con này chắc cái này mình lấy rồi, mình lấy cái này có hai con anh. Hai con à? Hai con, anh lấy một con thì còn một con. Ờ, anh vẫn đang cần con này để chẳng làm cái bài. Thế còn một con anh em nhé. À, đây là con phun sơn. Phun sơn dùng điện đúng không? Phun sơn dùng điện. Đây, đây mình. Con này Ryobi mã PS 1000. Giá bọn mình bán cho anh em là 1,360. Đây thôi là Phúc. Mở ra cho anh em nhìn tí. Để khui hết ra luôn. Dòng Ryobi là bảo hành 1 năm luôn đúng không? Hay dạ, là 1 năm luôn anh. Năm luôn. Chắc tôi phát trên mặt trẻ anh em nhìn qua. Nó sẽ có là một cái bình anh em để sơn ở trong này nè. Đây, cắm cái ống vô đây. Cái ống của nó đây, cái ống đây anh em ạ, dây đây. Cắm vào đầu này, nó sẽ thổi vậy thôi. Bên này là bình tạo hơi. Đó, làm xong anh em vệ sinh nó. Trong hộp nó thì bình sẽ còn có đây. Một cái quay đeo nữa anh. À, quay đeo nữa. À, không. Chắc ở đâu, đây gì? À, là cái quay đeo đó. Quay đeo đây. Quay đeo. Rồi, ok, cất vào đây đi chợ. Ryobi còn con gì nữa Phúc? Ryobi còn cái bộ này anh. Quay bên này. Bộ này hôm rồi mình có lên video rồi. Bao nhiêu chi tiết đi đúng không? À dạ, một 6 PD 750K đúng không? 750K đúng rồi. Này hôm trước mình cũng bán cũng khá là nhiều á, anh em xài. Còn bộ cuối cùng đúng không? Tôi khỏi cần mở đi. Dạ. Con này là một máy thân máy khoan này. Con này ba chức năng luôn đúng không? Đúng rồi. Không, không, không con này máy điện thì nó chỉ khoan tường và khoan thường. Mấy con gỗ sắt các kiểu mà mở nhìn qua nó sôi tí. Giá là 1,250 này, anh em xem giá trước đi. Rồi, cái máy Ryobi nó sẽ có gọi là nước nhanh với nước chậm, nước búa này, nước búa và nước khoan. Búa và khoan. Tức là có hai chức năng. Dạ. Thêm một đống những cái đầu này anh em ạ. Cứ để đi trường dọn cho Phúc. Rồi, tiếp bên này đi. Rồi, bây giờ kia còn một con Ryobi, con hút bụi con gì kìa.
Con này Black Decker, hai con Black Decker. Con này thì hút bụi sử dụng pin trong máy nha anh em. Đây nó có một cái tích hợp sạc pin đúng không? Nó có một cái đốc sạc rồi. Đốc sạc để đâu vẫn còn có trong sạc trong hộp anh. Đây con này mã ý không mình nhầm. Anh Trường này để nhầm hai mã đúng không? Nhầm hai mã. Đây là con này 1.8 triệu. Mã DV 1820 LF dạ. Này bán còn 1.650 triệu. Ồ để con này ra. Rồi còn con này thì anh em nào mà đi xe ô tô á, đây thì vệ sinh xe ô tô 12V của ô tô. Thì con này 900 mình bán còn 820. Mã của nó là PB120AV. Mình chưa sâu lại qua tí nào, nhìn cũng gọn gọn này đẹp hết nhỉ. Trong này bầu lọc bút này đúng không? Rồi hết, bây giờ còn mỗi đề quát với Stanley đúng không? Đề quát Stanley. Chơi đề quát trước đi Phúc. Dạ, đề quát thì bây giờ đây. Mấy con mình máy pin bắt đầu biết mấy con máy. Chơi máy pin đi. Máy pin là Stanley không Stanley đúng không? Dạ. Đề quát thì không quát trả thì máy pin đâu nhưng mà. Mà hết hàng hết rồi. Đề quát thì cháy hàng nhanh lắm. Mấy cái con này là để cho anh em mà thợ nhôm á. Thích lắm. Con này thì nó không có búa để khoan tường. Không có thêm một tay cầm đây đúng không? Không tay cầm dạ, phụ đúng không? Tại mấy con này nhỏ chủ yếu là khoan 6 ly thôi, 6-10 ly thôi. Giá của nó là 890.000 nhé anh em nhé, mình khuyến mại như vậy. Mã của nó là DW D014. Bảo hành 36 tháng nha anh em. Bảo hành 36 tháng, 3 năm nó đi rồi. Xong một con này tiếp tục. Đây tiếp tục khoan. Đây là xem con mã luôn đi. DW D024. Đây. Rồi. Giá là 1 triệu nha anh em. 1 triệu tròn luôn. Dạ. Tại vì trước khi đó là mình đã tính cái giá tốt cho anh em rồi. Thì bây giờ cái giá này là giá tốt lắm rồi nhá. Rồi bây giờ mình còn giảm sâu thêm nữa. Tiếp luôn đi Phúc. Rồi. Cứ sâu nhanh đi. Bây giờ là con video cũng mười mấy phút, 15 phút rồi, hơi lâu rồi đó. Máy bào. Mã cho cái mã của nó luôn. Máy bào D26676. 2 triệu 2 anh em. Giá gốc 2 triệu 2 anh em nhá. Giá gốc 2 triệu 4, giá khuyến mãi là 2 triệu 2. Đúng rồi. Đây là giá sập sàn luôn đấy. Một con máy cắt gạch của Dewalt. Mã của nó là DW862. Đó, giá bọn em mình sell cho nhau là 1.280.000. Con này là 1.200 nhưng bao nhiêu watt? Phúc bỏ cái này nhá. 1.350. 1.270 watt. 1.270. 1.270 watt. Tiếp theo con máy mài góc này. Dewalt DWE81005. 81000S. À 00S à? Dạ. À 00S. 890.000 anh em. Cực kỳ rẻ luôn nhá. Bảo hành 3 năm nha anh em, thấy anh em là về kích hoạt bảo hành trên tem cào nha. Rồi, tiếp luôn. Vẫn full box hết đúng không? Full box hết anh. Thêm con máy khoan này nhá. Con này cực kỳ rẻ sao? Giống như con hôm nãy nhưng mà cái đầu này là cái đầu lốc tu lốc đúng không? Đầu tu lốc. Cho nên nó giá nó cao hơn một xíu. Là 1.040.000. Dạ. Mã của nó là DWD014S. Tiếp theo con máy mài góc loại to đấy. Con này là đĩa 125 để cho anh em mài đá, con cắt bóp. Đúng rồi, giống anh có mấy con máy to như này nhỉ. Dạ. Rồi. Mã của nó là DWD830. To nhưng mà giá thì lại phải chăng lắm. 1.580.000 anh em nhá. Anh em cứ nhìn cái giá ở dưới á. Con máy thổi. À máy khò. Thì máy thổi nóng. Máy thổi nóng, máy thổi nóng. Đây. Mã là D26411 nhá. Giá 1.150.000. Ở đây nó có chỉnh nhiệt độ đúng chỉnh không? Chỉnh nhiệt à, độ. Đây. Về đây là to này. Con này lại cũng là nó luôn nhưng mà mã nó à, khác. Mã lớn hơn. Con này là D26414. Đây nó có chỉnh bằng điện tử. À nút công chuyện đúng không? Giá 1.300.000 nhá. Tiếp theo là con máy mài góc. Mã DWE4119. Con này sử dụng đá 125 nha anh em. Cũng lưỡi đá to đúng không? Đá to. 1.260.000 em nhá. Đây. Con khoan STDH7213 của Stanley. Giá 850. Cái này là Stanley nha em nhá. Stanley. À. Giá cực kỳ rẻ luôn. Nguyên Stanley đúng không? À con DeWatt còn mấy con? Con DeWatt còn. Giờ đụng con nào thì lấy đi nhanh đi. Con DeWatt DWE8100T. Giá 890.000, con máy mài góc đĩa 110. À đĩa 100 luôn. Đĩa 100. Đây nha. Cửa kiến. À, cắt rung. Con cắt rung. Cắt rung này là thay lưỡi nhanh nha anh em.
Nó bộ nó còn mấy lưỡi không? Bộ nó còn mấy lưỡi, nó chỉ có mấy lưỡi thôi. Một bộ nó hình như là nó có hai ba lưỡi gì anh. Tại vì nó cái bộ này là nó có bấm bấm mạnh. Thế. Nó có hộp nhựa luôn nha anh em, nó có một cái thùng nhựa. Nó phun bốc hết đủ hết đủ luôn. Phun bốc hết. DVKE315 giá 3,1 triệu luôn anh em ạ. Con này nó giá cũng hơi cao. Rồi. Rồi. Con DWAT DVKE810, con máy mài góc đá 100 nhá. Con này cực kỳ rẻ, 760.000. Rồi, con máy thổi bụi. Mã DVKB6800. Con này giá là 1,120,000, con chứ con này bao nhiêu watt đó Phúc? Được nhỉ. 800 watt anh em ạ. 800 watt. Rồi, trên nó cái máy này watt cây cắt nhôm kìa. Còn cây cắt nhôm. Ui ngồi tê hết chân anh em. Cây này cực kỳ xịn sò luôn nha anh em. Xem mã phát trường. Mã là DW714. Giá bọn mình bán cho anh em là 4,9 triệu nhá. Đây nhìn hết thông số ở đây. Con này là 1650W. Mã DW714. Nó kèm theo lưỡi sẵn. Kèm theo lưỡi hợp kim luôn này. Bảo hành 3 năm anh em nhá. À, còn Stanley. Chuyển con máy pin Stanley đi. Đây là mấy cái dòng máy khoan, hai dòng máy khoan động cơ chổi than nha anh em. Của Stanley, một nó chỉ có mỗi một bộ là pin sạc một máy. Một bộ là pin, bộ này là em không nhớ là một pin hay hai pin, để em xem lại cái thùng của nó. Từ ngày mở cửa hàng để nó bụi nha anh em ạ. Nhưng mà vẫn là mới 100% nhá, chưa dùng lần nào. Pin thì như vẫn còn luôn. Một bộ là hai pin anh. Hai pin à? Hai pin một sạc. Hai pin một sạc đúng không? Dạ. Rồi, nó còn hộp nhựa đúng không? Có hộp nhựa. Em hộp qua đây luôn chưa? Mã của nó là DSC711. Cầm tất hộp đi luôn chưa? Cái này có mấy hộp đấy? DSC711 đâu? 711 đâu. Chú cứ mở luôn ra đi, để nét mở xem nào. Đây nhìn cái thân, nhìn cái ở ngoài này. Đây. Cái này là D2K, D2K là của DSC711. Hay là nó đây vẫn là DSC711 đây gì? À đúng rồi, D2K. Đấy, con này là DS CH20. Đây. Đúng rồi, đấy. Rồi mở thùng của nó là có hai pin một sạc. Đây, cái này của đây. Mở luôn nhé các trường. Trong này nó còn một pin nữa đúng không? Yeah. Một pin một sạc luôn, một đốt sạc nữa. Là giá mà mình bán cho anh em là 2,450 triệu nhá. Cái này mà anh em xài gia đình hoặc là đi công trình là ok lắm anh em. Bảo hành 2 năm. Cái con này là SHC20C2K này. Đó, cũng hai pin một sạc hết. Giá là 2,2 triệu nhá. Mỗi cái chỉ có một chiếc thôi. Anh em nào nhanh thì còn. Cái này thì máy băng vít này thì chỉ có một pin thôi. Một pin à, không hai pin luôn. Mở thế nào? Một pin à, thôi không một, ạ? Một pin. Nó có ghi ở đâu không? Nếu mà chắc 2K là chắc 2 nữa. Một pin mới lại một sạc. Cái giờ giá đâu chưa? Đây. Cả đây. Giá 3,150 triệu. SBI201D2K. Anh còn là còn một thùng nữa anh. Còn anh lấy cái thùng kia ra, nhiều khi em có lấy cục pin đó em gắn qua máy khác. Mở thử nào. Chắc là hình như D2K này, anh nghĩ là 2 pin ấy. 2 pin, tại vì trong thùng nó ghi hai, nó in 2 pin nè anh. Đúng rồi, D2 là gì, một pin rồi đây này. Có không anh chưa? Con này nhẹ gọn lắm anh em ạ. Stanley. Vẫn cùng tem chống hàng giả như cỡ bên DW anh em nhé. Đây này ông ơi. SBI201. Ủa? Dùng pin 18V Stanley. Nhẹ cho nó khoan. À, động cơ không chỗ than, tao cứ tìm lâu thế. Thay Phúc lấy cách cái gì không? Hai pin đó anh, bảo đó hai pin nó in. Hay là chú lắp vào cái máy cắt rung này? Dạ chắc em lắp vào máy cắt rung hay sao á? Cái máy cắt rung làm gì có pin? Máy cắt rung. Máy cắt rung đây. Máy cắt rung là. À đúng rồi, máy cắt rung là thân máy. Đi đem đây đúng rồi, thế là chú lắp vào máy cắt rung rồi. Bây giờ pin nó đây anh em ạ. Đây đúng pin y vậy luôn. Đây là máy cắt rung rồi. Máy cắt rung nguyên thân máy hay đúng không? Máy cắt rung nguyên thân máy. Máy cắt rung chỉ nguyên thân máy thôi. Nguyên thân máy đúng không? Thế đúng rồi. Đây đúng rồi, pin y như vậy đi gì. Cùng gần như cùng CD luôn Phúc ạ. Dạ. Vô cùng pin như vậy chứ. Cùng CD luôn. Đây. Vẫn N522696. Đúng rồi. Thế là pin của con này đây. Giá của nó là đâu nhỉ? 3 triệu. Không, 3,4 triệu đâu. 3,4 triệu. SBI gì đâu anh thấy SBI. Đây. À, không phải.
Đây FBI 201. 3450 thì phải, anh có thấy ở đâu á? Xem cái tờ đấy. Không phải. 3450 nhưng mà mình còn 3 triệu mốc mấy. Đây 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 đây. Còn để cho anh 3150. 3150. Còn 3150 rồi. Cái hai cái 4 đi chú cho đây đi không nó lẫn. Còn máy cắt dung là thân máy là bao nhiêu đây chú? Thân máy là 2 triệu. 2 triệu 150. Mã là STCT1830. Có hộp nhựa. Đây đây hộp C1. Đây nó có hộp nhựa. Đúng rồi, nó in mỗi cái này không đây thì. Đúng rồi. Của nó là như này, đây là cái này. Đây là con này. Nó có một bộ phụ kiện luôn. Thì một phụ kiện là những cái lưỡi này đầy đủ hết này anh em này. Thế là còn một là mình còn hai máy này đúng không? Hai máy cắt rung. Đây đúng không? Đâu gì? Không, một cái dưới này một cái là hai. Con này nó in mỗi cái thân máy anh em nhá. Đây này. Rồi. Một cái hai cái à, bọc hai bộ. Không vậy à? Rồi, bây giờ chuyển qua con bê tông này đi Phúc. Con bê tông này là SHR263. Đấy. À còn cái con điện trước đi, con điện trước đi được. SHR263. Giá là 2 triệu. Rồi, xem con cắt à con bê tông pin đi Phúc. Bê tông pin. Con này một pin đi đúng không? Hai pin luôn anh. Mở thử nó chưa? À hai pin hay một pin anh chưa? Nó in ra ngoài á. Phúc không để ý luôn à. Hai pin một sạc. Giá là 4 triệu 9 này. Mã của nó là SBR20. Con khoan búa bê tông anh em nhá, đầy đủ hết nhá. Đây, có ba chức năng, có chức năng đục luôn. Khoan này. Khoan búa này và búa. Rồi ok. Chuyển nó cho có chân trường là mấy con kìa. Là đây luôn. Đây là máy mài giá rẻ. 520.000 anh em. Mã là STG S5100. Con này anh em sử dụng gia đình là quá ok luôn. Giá chỉ 500.000 nhá. Rồi tiếp đi Phúc. Con này 550. Con này thì 550. Đều là dùng đá 100 hết đúng không? Dạ. STG S6100 550 nha. Con này thì to hơn. Con này dùng đá 100. Con này giống như con Dewar hồi nãy anh. Đá 125. Công tắc bóp đuôi. Giá chỉ 880 thôi. Ô sao con này rẻ cực kỳ. Ôi giời. Cái mã của nó đâu Phúc? Quay show cái máy luôn đây. Máy thì máy rồi. SGM145 quay cái máy lại cho nó. Sao rẻ thế nhỉ? To vậy mà rẻ đấy. SGM145 chú nhầm giá không ấy? Chắc không như. Chắc không đâu anh. Đây là con máy cưa lọng nha bạn. Cưa lọng còn một cây duy nhất nha anh em. SG60. Giá 1.020.000. Rồi, đến con máy khoan được chưa? Đó. Con máy khoan Stanley SDH600. Giá là 955 nhá. Con thổi bụi Stanley luôn. Mã là STPT600, giá 740.000, cực kỳ rẻ luôn. Rồi. Rồi, hết rồi còn hai. Còn mỗi con máy cắt sắt đúng không? Cắt nhôm. Cắt sắt này là 1950. Giá 1.950, SSC. SSC22 đúng không? Dạ. Đây, bỏ đây. Đây. Rồi. SSC 2200W anh em nhá. Nó có kèm đá gì kèm có đá sẵn kèm thêm một cái lưỡi sẵn đây đây. Đó, kèm thêm một cái đá sẵn này anh em ạ. Nó dùng đá bao nhiêu mm đấy? Con này chất đá chắc 355. Thường là mấy giờ mẫu này là 355. Đá 355. Con cuối cùng anh em nhá. Cây cắt nhôm. Máy cắt nhôm Stanley. Giá cực kỳ rẻ luôn. 1.330.000, mã là SC16. SM16. Không. Cái này nhầm rồi. Nhầm rồi. Cái này là nhầm cái gì đâu ấy, làm gì con này rẻ thế. Để đây thì đào đây. Đi lấy lại mã nào Phúc. SM16. Cái này là mã là SM16 luôn anh em ạ. Thì thấy để treo đây. Thế dùng cửa dùng lưỡi là 254mm này. Làm gì chuyện rẻ thối vậy. Đang Phúc không tìm ra. Còn chưa bằng cái máy. Thấy chưa Phúc? Đây anh em, xem luôn trên phần mềm của mình nha, giá gốc luôn đây. 327 để anh em giá 3279 luôn đúng không? Dạ đúng okay. Rồi. Ok, là gọi nhà 3280 đi nha. 3280. Cái dòng này là có bao ship cái nào không? Không đúng không? Không bao ship anh. Tại vì bao ship lỗi chắc là lỗi cái này chồng, là chồng biết rồi. Rồi bây giờ soạn lại nhá. Đó, tất cả như vậy anh em ạ. Thôi hết cái thanh lý rồi. Máy mới full box 100% nha anh em, có hộp đầy đủ đây, tất cả hộp hộp của mình đây, hộp và thùng đựng này nọ thì vẫn nguyên hết đây đúng không? Đây bên này nữa này. Đó, đầy đủ full box cho anh em. Rồi, bọn mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Anh em nào mua thì nhớ chụp lại màn hình hoặc là đọc cái mã lên cho ông Phúc nhá.
mình có đi, có để số điện thoại trên góc ấy. Rồi em loại anh em đi số lượng có hạn cho nên anh em tranh thủ nha. Tranh thủ nha, chỉ có một cái okay. Quá 1-2 chiếc thôi.